chưa có gì đầu tâm thành tín đồ Phật giáo. Hôm nay gần ngày lễ Đức Thầy ở Phú Thuận, Thầy quay về để gặp lại tất cả đồng đạo trong quá trình thử thách, biến đổi tang thương. Chính do nơi Thầy, chúng con càng được có một cái tình thương đậm đà khi mất mát. Thì Đức Thầy và các tiền bối của chúng ta bù đắp lại cho tất cả quý vị một cách, một ánh sáng tuyệt vời trong ở tâm linh của mình và trí tuệ của mình. Xin mong ở Phú Thuận, dù một em, một anh, một đạo, một huynh, một đệ, một trưởng cũng được tốt để thay mặt, thay lời, thay câu châm ngôn để trao đổi lại cho anh em đồng đạo phổ biến rất nhẹ nhàng trong thời kỳ cuối. Trải qua bão tuyết, bão gió đùng ầm nhưng không bằng bão tố bên trong. Mà chính Thầy cầm kỳ thi họa, Thầy xin nhận lỗi với Thượng Đế là chính trên cho phép Thầy xuống. Trong một thời kỳ nào làm việc gì, thời kỳ nào làm việc gì. Thấy đáng kính mến quý tất cả quý đạo. Bão tố đến thuyền bè sụp hết, chơi dơ dư chợ biển. Nhưng con, còn chủ thể là Đức Bình Giáo Chủ, càng không bản thân của mình. Hôm nay Thầy muốn quay về Phú Thuận một lần cuối, cũng như lần đầu tiên, mất hết tất cả bỏ đi, chìm sông đáy hết rồi. Kể như là mình lấy lại cái tài liệu mới của mình để tiếp tục chương trình trong nay mai. Trong từ đầy sắp tới đó, đăng ký và vô trường, học là thuộc, tu là đắc. Con là quý như ngọc ngà châu báu. Đánh đuổi rượt xâm lăng bằng một cách đổ vỡ là tàn phá, làm cho mình bối rối không thể tu được, lại còn mất cái người thân nữa. Ta phải quán mất ta sắp tới đây. Thầy đến đây không biết là khi Thầy đi về tới chỗ tạm trú của mình còn hay không nữa. Vậy Thầy vui vẻ để hứng tiếp ngọn gió đông về mà chính mình đang bị thổi đùa nam đông tây bắc đó. Như thế không sao hết. Còn được như thế này, còn vững tinh thần mà chuẩn bị đón tiếp trong thời kỳ mới tới đây thì mừng lắm. Mong tất cả các đạo quý nhất trên đời, vì tất cả hết buông tay, mình chỉ còn mình. Mình còn mình mà mình có tha mình không? Dạ thưa không, tha đi. Mình có an ủi mình chưa? An ủi mình đi. Mình thương mình vô cùng, bao nhiêu năm tháng quạnh quẻ. Mình hất mình qua bờ không nói tới. Mình để lo công cụ của phàm nhân này, phàm cuộc này. Nhưng hôm nay nó đã bắt đầu chìm sâu dưới đáy nước. Do nơi định lực tuần hoàn mà Thượng Đế đã sắp đặt an bài, chúng ta không thể tránh né ở đâu được hết. Phải cố gắng. Nếu ngoan đạo quay trở về với mình, lẳng lặng tu thân, không để ai gặp thân mình nữa. Tu tâm không để phàm nhập tâm nữa. Tu tướng, tướng biến mất không thể hiện ra diện tướng. Tu tánh, tánh cho tốt, bình đẳng, yên nhiên, thanh tịnh, thoải mái, mát mẻ. Tu tâm không để tâm ra sanh nảy ra những điều gì hết, giữ cái tâm hoài bảo để cúng dâng cho Đức Phật Ngài. Tất cả đây là món quà của Đức Di Lạc Phật cũng như của Đức Thầy. Mà Đức Thầy đã chiếu thấy được con đạo bị chơi dơi, chính Ngài nói phải thử thách, phải như thế để cái cuộc biến đổi này như thế nào. Thấy đáng kính, đáng quý, đáng mến. Thời kỳ cuối này Thầy về Phú Thuận trong một cuộc biến thiên sắp tới chia tay. Không biết rằng ai còn ai mất, nhưng Thầy ơi, như thế đó thì làm sao Thầy phải chấp nhận, chịu đựng qua. Chính mình cũng phải hủy đi một cái kiếp con người của mình. Mà con người tốt thì quên trở lại con người về đại cảnh tiên giới, Phật giới, thánh thần. Còn nếu mình xấu, sẽ quay lọt về phía bên con người xấu, sẽ trở xuống nữa.
Cho nên kiếp luân hồi của mình hôm nay sống sao thác vậy, giờ này các anh, các chị, các đạo, các hiền, tỷ huynh muội mình làm gì? Và con ăn chay, con hướng thiện, cúng lại thầy ngài y trang mấy thời, hoặc là buổi tối cư sĩ tại gia làm ăn chất phát như sao. Kính thưa quý vị, thì nó đã y trang như vậy, còn đòi hỏi gì nữa đâu. Ráng chinh phục lại mình, kiến trúc lại mình, đào tạo lại mình cho danh mục rất rõ ràng, mới mẻ để tiếp thu lời lẽ của các bậc tùy nhân đã cho, đã dai, đã mượn, đã tá trần trong bao nhiêu năm tháng. Giờ thì tất cả quý Phật tử anh em đạo phái bên Phật giáo hiểu nhiều lắm rồi. Lời Đức Thầy đã để lại, ráng ôn bài lại, đừng làm gì nhiều nữa hết. Ngồi có cái ghế đây, đêm nấu sự sâu kinh, ngài quán triệt mình, đừng nhúng tay vào việc gì hết. Đến kết cuộc rồi, hai bàn tay mình chả có gì được à. Đó, thì giờ mình lật sách lên coi, có thầy nói gì trong bát chánh đạo như sao, học cho thuộc, luận qua, học lại cho nhiều lần, để chúng ta mới được thâm nhập vào trong địa phận thế giới mới của mình. Thầy đã nói với quý vị, được hết. Nhưng giả sử như bé Trúc nó đi vậy, nó về sớm đó, nó trở lại hội Long Hoa đó, nó trở lại Thánh Đức đó, không phải tầm thường đâu. Nó bỏ cái xe này nè, cái xe này nó bỏ rồi, nó sẽ có chiếc xe mới, nó sẽ trở về với một cái sự việc mà nó là lãnh sứ cao nữa. Về nó lãnh sứ là nó là nó độ chúng sanh ba tánh, chứ nó không còn như là Trúc ở chỗ này nữa, mà nó đã trở lại với một cách tuyệt vời để nó giúp ích cho nhân dân ba tánh. Vì nó sống còn nó cũng phải tu đức, tu phước, tu hạnh, tu nguyện của nó. Như vậy chứ khó gì nè. Đó, như cái người thân thương của mình, nói xin lỗi cái ly này nè, mà mình xài nó quá lâu á, nó còn tồn tại 20 năm rồi mình còn không quý nữa, là nó bể. Nhưng mà phải quán ngay chỗ nó đã bể. Vô thường cái ly, vô thường đứa con, vô thường người chồng, người vợ, người anh, người em, người bạn. Xin cái thưa quý vị, mình quán nó sẽ sắp xa mình 1000 dặm. Thầy lúc này thầy sẽ vào việc tu. Thầy nói thôi, đạo tu 3 năm, thầy tu 3 tháng thôi, để quán triệt thấy thầy chết rồi. Chết rồi, không có còn. Đặng chi? Đặng nó tê liệt đi những cái ảo tưởng, ảo ảnh sâu sắc nhất nằm trong mình dòng. Cứ muốn nói, muốn sanh ra, làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ, tưởng vậy hay lắm sao? Thầy nhiều đất, nhiều giường hay lắm sao? Khổ lắm đó. Rồi nó đã chi phối. Nè, cây này cây gì? Xin cái thưa quý vị, cây bút phải không? À, thì biết cây bút là khổ với cây bút này nè. Phải cầm nó, phải vẽ ra nha. À, còn không có cái gì hết nè. Nhìn ngoài mình đừng nhìn thấy gì hết, có cái gì không? Không. Trời đất bao la, thu hồi lại. Ân trên giúp quý vị đó được thành công viên mãn với thể xác này. À, quý vị có hiểu được trong phút cuối không? Mảnh đất mới Đức Di Lạc sẽ đào tạo thì phải rồng cù lượng hết. Bốn biển năm châu phải lật cù hết. Phải chiến đấu trong một cái thời kỳ cuối này. Thệ với trời đất dù sống chết không nào. Vì chúng ta đã biết cái đường này chúng ta đi rồi. Mà khi đi đó chúng ta có mang cái của gì không? Có. À, hãy mang vàng thì giặc cướp ngoài đời, mình mang của Phật không ai cướp được hết. Của Phật là của vui vẻ, bình đẳng, bác ái, thương yêu nhau. Ở đây là cốt nhục không kìa. Mình quên mất đi một giấc chiêm bao nha. Một giấc chiêm bao vừa qua rồi. Mình quên đi, đừng có nhớ lại nữa. Mình nhớ hiện tại bây giờ ở đây trong buổi trưa về nơi Phú Thuận. Thầy tâm sự với trò có cảm ứng chứng minh, có thầy quá hỡi quay linh Đức Huỳnh giáo chủ chứng minh. Giờ này ráng thanh tịnh, tớ sắp gặp thầy rồi đó. Nghe lời đi bỏ xó chuyện ngày mai, ráng tu chỉ có 1 ngày, thuyền từ Bát Nhã ngày quay về trò. Ráng cố gắng đi, trời cho mình hoài bão, nhất là lương tâm ta phải giữ đạo vuông tròn. Hạnh trao dồi đừng bỏ nghe con,
Có mất mát cũng phải lo tròn chánh đạo. Sau này mình có hỡi về miền tiên bảo, có Đức Phật Ngài dẫn vào dương tiên. Con ơi nhập định tham thiền ngu gì dại dột mình ra miền đua tranh. Ngài tận diệt rồi đó, phải bước nhanh lẹ lẹ, chứ thầy ngồi buồn thầy sợ sẽ nguy cơ. Nay mai đổi tuyết đổi giờ, đổi trò sáng được bến bờ về quê. Kệ nó không sao đâu, mình quán đi à, cho tái tê não nuột. Mình biết được rồi, mình tự chuộc lấy bản thân. Con ơi ngài đã quá gần, từ đây từ sở tới tầng chung quy. Đừng bỏ đạo, đừng mờ lũ giới đạo, phải hy sinh để đào tạo ra nguồn. Kìa ngôi chùa đâu có vắng bặt tiếng chuông, thờ sư phụ mình luôn luôn đáp tạ. Đêm báo mộng con ơi quá xa, ráng tu hành để đạo quá thành công. Kia là đất nước non sông, thầy ra bài phong thần tái bản để lập công. Nghe trò ráng cứu tu mình được tự do trong ức kỷ. Bây giờ được hết rồi đó, có con mình nùm nè, mình lấy trí để mà trí. Hỏi ta có tội lỗi điều gì, tự mình siêu độ hay là cứu nguy do mình. Ráng phấn đấu để về sân trình gặp Phật, bỏ cái lòng phàm bẩn chật đua chen. Tự con đốt đuốc thắp đèn, tự mình soi rọi trong phen khốn nạn. Ở đây nè, dù cho lắm bạc nhiều vàng, lắm tiền nhiều của hay đông họ hàng, cũng xa lên đò ly biệt kia cả. Trò nhìn xem thử rắn mặn mà hồi quý. Bỏ tất cả, không có nghĩ suy dụng dài. Thương anh em đạo phái dung hòa, thì gần trò chứ chẳng có xa. Câu thơ tuyệt miệt mà thầy gửi, đây con thấy khắp biển thế giới, rung rinh cả đất trời rồi hỡi làm sao. Dù cho là bậc tài cao hay là anh hùng cũng tận, nhưng chỉ có công lao mình còn. Công với Phật mình làm tròn chánh quả nè, tiết kiệm tu hành nè để trả quả công. Đó là đất nước non sông, thầy còn nắng nở tan bồng. Con ơi còn ở lại để chèo bở trong phút cuối, chứ chiếc thuyền ná này thầy quá đuối rồi trò. Muốn đưa con về tại bến tự do, ráng cố gắng rồi thầy lo bụi chốt. Đây là sổ sách sử đức thầy về tám mốt, đưa con khờ đẩy qua biển giang nan. Bệnh sinh thầy quá thở than, nhưng còn ở lại chốn trần gian chưa về. Trang cố gắng đi xưa đó, người ở sở nè, kẻ ở tề. Nhưng thầy nói nè, phong ba hết rồi đó ha, xum về phục nguyên. Ngày ấy chết kẻ chính viên, chết chi người bất thảo, rồi chinh nghiêng đất trời. Chừa những bậc rất tuyệt vời hiếu nghĩa, biết dọn đất lành trồng trĩa giống tươi. Còn phước báo ân dư thì là nào phải tâm từ không không. Cây đại đạo hôm nay chúng con trổ bông rồi đó, ráng thụ phấn để hưởng quả màu rất tốt đẹp, nghe chưa. Sớm mi hôm đừng có bay, vừa bỏ đi hạt giống sớm mi trưa còn gì. Ráng chăm sóc thân tâm đi thường lạc, ráng cố tu để giải thoát nguồn này. Kìa mái trời nay chuyển mây xây,
đất sắp sụp bao quay toàn là biển. Nay thì về phú thận anh em đoàn kết, thầy rất vui mừng, dù thầy chết an vui. Hết rồi đâu có bùi ngùi, và từ bốn đạo đức nguôi cơn sầu. Ra nghe thầy để lo âu hôm sớm, bỏ cái cuộc đời ghê gớm lắm con. Thấy chưa, tất cả lầu son hay là tiền của món ngon dễ đầy. Đâu có từ chối được cảnh này, cũng phải rã. Chốn thiền môn thầy đã chờ lâu. Dù cho khanh tướng công hầu tranh đâu có được, chốn hốt sâu phải vùi. Hôm nay thì trở về Phú Thuận để gặp lại tất cả đồng đạo anh em trong phái Phật giáo của mình, rất là tốt đẹp. Một mái tranh nghèo, một ngôi nhà sàn rất rất treo leo, rất cao, rất tốt. Bao quanh miếng vườn cây cối xinh tươi. Ở đây có đền thờ Đức Giáo Chủ. Ở dưới có chỗ tiếp anh em đồng đạo để chia sớt những buồn vui và nhắn nhủ người tập tu, công quân tu tập thiền định niệm Phật như thế đó. Và tập làm sao có được một ngọn đuốc của Đại Từ, của Phật Pháp. Và chúng ta được có tâm từ bi, chúng ta sẽ nuôi nấng để có mầm, có ngày sẽ ương trưởng nảy nở. Vậy hôm nay thầy kính mong Phú Thuận, kính mong anh em ráng cố gắng siết chặt vòng tay lớn để chung hòa bằng chí khí, đừng chia rẽ nhau nữa, bằng thân tâm của mình. Thương yêu nhau, tu mới được mến phúc nhau, để đi con đường xa ngàn dặm. Đồng lòng cương quyết để chịu đựng cảnh phong ba, tập trung thần tượng của mình để chịu đựng sóng thần bủa sụp đất. Chất độc phá sẽ lan tràn chết hết. Ruộng đồng cây cỏ hoa lá không thể trổ được, gì hóa chất rất độc địa sẽ tiêu hủy quả địa cầu, cháy hết, khiến lúa không trổ, cây trái cũng không có. Nhưng có dùng còn, có dùng mất. Như thế đó, sau tất cả thập bát quốc, chư hầu mới vô đây khâm phục Việt Nam như sau. Tài năng gì mà lại còn tồn tại hơn mấy bao nhiêu phần trăm vậy? Còn tất cả sẽ chạy về Việt Nam, vì trong lòng cầu này sẽ bị sụp, bị nghiêng đổ hết. Hết tính toán được nguồn sinh lực bên trong của mình để biến chế ra, tất cả kỹ sư, tất cả các nước đều phải chạy về Việt Nam hết. Ngày sau đây Việt Nam vô cùng tốt đẹp. Vậy thì thưa thầy, con già rồi thầy, thì con của con, nếu chiếc xe này thì đổi chiếc xe khác, khi con tái trở lại đây con có biết được không? Mà tái lại không phải ở cái cảnh số 3 mà ở số 10. Số 10 nó tăng lên như vậy đó. Thì giờ mình cứ tăng trưởng cái sự tu học của mình lên, ở nhà, ở đâu cũng được. Nói dạ thưa thầy, con phải lên núi liền liền ở trên đó để mà con tu, không có lên núi tu. Dạ con qua Úc, không phải qua Úc tu. Dạ thưa con lên thầy, không phải lên thầy tu. Ở đâu thầy? Con về ở An Hòa Tự, con về Tổ Định. Thưa không, thầy nói ở tại nơi chỗ mình. Vì cái tâm mình lai chuyển, mình di chuyển. Nếu mình di chuyển đi đâu thì cái tâm mình đi đó, là cái phương hướng nhất của mình. Cái tâm mình lai đáo về nơi Tây Phương Cực Lạc. Mình ngồi gì cũng được. Dạ thưa thầy, con đau giò cẳng quá, con thiền định không được. Thì mình ngồi như thế này nè, mình ngồi như thế này. Rồi mình phải cho vô nước, vô hơi thở. Mình phải tắm gội bằng một cách thinh không, để mình đoạt pháp nhiệm màu của Đức Di Lặc Vương Phật sắp tới đây. Ngày vui ấy không có mới đạo xong. Vô cùng là phải có nha không. Ngày vui nó cực lạc quốc của chúng ta. Như vậy thì mình ở đâu tu cũng được hết à. Bổ sung liền liền, lật ra coi thầy nói gì, Đức Bình Giáo Chủ nói gì, và những lời lẽ mà thầy đã tặng cho quý vị đó, dở ra coi nói như vậy, để chúng ta làm xong phần sự, đừng đừng đua chen với đời. Tôi sẽ làm cái này lời, tôi sẽ làm cái kia lỗ không. Nè, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đó, thì bây giờ do nó ý trời nha, ý trời tất cả chúng con
đạo anh em mình cứ ráng tu. Mình tu đâu phải là mình muốn tu cho nó thành mau cái dao mà. Mình mới mài về mình nói là đem vô cắt đi đâu có được đâu. Cái dao nó lì, nó chai, nó gì bị rồi, lâu quá rồi đó. Mình phải mài một ngày, nửa ngày mà mài không được nữa mình phải gọt. Gọt không được mà đem cho mình trui. Thấy không? Có cách hết. Đó như vậy. Tu đâu có dễ, dễ người ta tu hết rồi sao? Còn xin cái thưa quý vị, thầy không phải biện lý biện hộ, thầy không phải tác động hay là nói đến mọi vị nào. Một ngôi vị của quý vị mà động đến mang tội lắm, nhưng mà đừng đi nữa. Đừng đi nữa. Giờ thưa thầy, con phải đi hai cái chân thì con đi với trong vòng sự việc của con. Đừng đi ngoài cái cảnh giới mà mình đã mất đạo, mất tu. Mình sẽ bị tất cả guồng bố nó kiếm bắt người tu, nó cướp tinh di của người tu, nó cướp sự hành trạng của người tu. Nó sẽ học theo những người đạo này, nó đi truyền bá ra chỗ khác. Như vậy thì nó sẽ mang hại tới cái tinh khí thần của mình. Bây giờ, như bây giờ trò đang nằm bệnh đó, thế đâu có bệnh gì đâu nha. Ngày này mới là ngày nghỉ ngơi để tu tập đó, để niệm Phật đó, niệm 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 mãi, thấy không? Còn cái ngày kia rồi đi ra ngoài kia mận chút, đi ra đây kia mận chút, đi ra kia mận chút thì nó cũng phải tản đi một ít. Bây giờ gom lại nghỉ ngơi đó, thấy chưa? Đời thì nói đây là bệnh này quái rồi, đâu có quái gì đâu. Đây nè, còn tinh thần chí khí mắt còn nhìn thầy này, nghe hết đi lên được đây thì mừng quá, phải không? Đừng để nó cướp. Cướp không được rồi đó. Đó, cướp không được rồi. Còn ở đây cháu đi về, đừng cháu trở lại kịp. Đây, đi trước đi về để trở lại kịp. Trở lại kịp giữ trong cái ngày mà cháu ước hàng ngày ở đây sống đến hội Long Hoa. Tới hội Long Hoa. Nhưng bây giờ này thì đi về rồi bỏ cái sách thối này nè. Để mà trở lại. Thưa quý vị hiểu không? Chứ đâu có cái gì đâu. Bình sinh là rất là dễ dàng. Đừng nặng mình quá. Mà đừng xem quá nhẹ. Không nặng, không nhẹ, để mình cân đối với bình nguyên cái thể chất của mình. Vừa có ăn cơm ầm một miếng, vừa cuộc sống như thế này, để vừa tu tập, đừng đeo bồng thêm nữa. Vì hôm nay, số trời đã định. Lực tuần hoàn đã bao quanh hết, không có chạy chỗ nào khỏi hết. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải cúi xuống để cho Thượng Đế tùy đánh nhẹ nặng, là chúng ta phải tu, phải thọ, phải cầu nguyện với lương tâm của mình thiệt. Kể từ đây, ăn thiệt, nói thiệt, làm thiệt, chân thật từng bước đi, niệm niệm từ bước đi. Nếu mình muốn niệm thay, Nam Mô để chiêu chủ hộ cho con, lúc nào cũng tưởng đức thầy hộ, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài nói đó, cứ đi cũng niệm, thì đi cũng niệm là mình là Phật rồi. Ăn cũng niệm thì ông Phật ông ăn rồi. Bước ra đó cho mọi người cái gì cúng dường hoặc là giúp đỡ cũng niệm, đó là Phật ông ba muốn cho đó, chứ có gì đâu. Thì mình đừng có sanh ra cái lòng phàm của mình nói này nói kia nói nọ, giặt ngọn này cái nọ, thì nó sẽ biểu hiện trong cuộc đời của mình không có được gì hết, nó lả chả hết. Bị tập trung đi đến một con đường thẳng đó. Thì hôm nay thì đến đây để có một phút cuối cùng của một người mà trong cái là bằng giảng mà kỳ dân đang trao đó, thì rất là hồi đó cách nay mấy mươi năm, bây giờ thì nó đã cũng ngôn cuối rồi, thì sắp về rồi, thì làm sao mà còn những cái tiếng nói như hồi xưa, mệt quá. Nó vậy thì đây, bà Dậm là một người huynh trưởng ba, huynh trưởng hai, để khấu đầu giữa tất cả mọi việc chịu lực qua tình huống, nhưng hai cái cầu này vẫn còn không gãy. Chập là liền cấp kỳ, đánh thức trí liền cấp kỳ, biết được đây là một cơn thử thách. Cạo gọt bào để có một phần tiến hóa của cảnh giới mới rồi đó. Ráng cố gắng, tốt đẹp lắm, ngồi trên ghế tu, uống miếng nước tu. Cái gì cũng được tu hết, mình vui ở bên trong, không có vui ở bên ngoài. Đừng thấy người tu người mới đắc. Đừng thâm nhập với cái cảnh trần gian này, chúng ta mới giải thoát. Không cộng tính tới vật đồ nữa, mà ta tính ta sẽ không còn một phút giây vô thường.
mà ta đang vui vẻ trực tiếp cho tinh thần được dũng mãnh lên, cho chí khí mình đã bình quân trở lại, sáng suốt, tinh tấn, dù đau ốm không than thở, chịu đựng, không rên rỉ, vì ta là người có tội. Biết được ta sám hối, tu hành hết tội mà còn cộng thêm phước đức, để sau nguyện độ lại chúng sanh. Ngày hôm nay thầy muốn trao lại hết cho tất cả quý vị. Thầy trở về một cách rất là điềm nhiên cho hôm nay đó. Thầy cũng có nhờ kỳ dân làm công việc cho thầy cũng gần xong. Đền thờ Nguyễn Huệ cũng xong, phong thần tái lập cũng xong. Bây giờ trong hành trạng mà còn học tại trường cũng như sao đó, một tập như thế này, nhưng mà mới làm xong. Vâng lời thầy, không còn để cái cuốn nữa. Mà từ giai đoạn đó nó đi đến bao nhiêu đây chút xíu vậy nè, trong đó còn học tại trường như sao thì thầy đã có rồi. Để rồi sau này đó, kỳ dân về bên đó, kỳ dân là ít đưa cho tất cả các anh em đạo sĩ của mình để thực tập, để học hỏi qua những sinh thầy dừng bước. Thầy muốn đi cách đây mấy tháng rồi đó, nhưng mà còn có bài để đồng đạo sinh thầy dừng bước lại. Để tiếp nối chương trình mới. Nhưng mà thầy biết rằng chưa được đi, thầy cũng có Úc Châu để đem một cái thiền ná này để thiệt rước những người đang mê muội, những kẻ đang mê sang, mê giàu, mê tiền, mê của, chớ chúng đâu biết hiện giờ đang bủng túa trời phương, chỉ lo chung hố mất đường, lo giàu lo có mà quên tình thương mất rồi. Thương dân chúng đó là thương nồi thương giống, thương anh em là nền móng Phật gia, thương Nam Bang thương đất nước Sơn Hà là truyền thống tổ tiên buổi trước. Ngài thầy đơn là cũng như ngài mực thước, thầy kéo dặn để thử người coi được bao nhiêu, phải qua đấy có ríu kêu năm mùi, đức thầy định sẽ tiêu nghe trò rụng hết thảy. Ráng nhớ không, ráng lo bệnh lại, chứ mùa hè tới rồi nắng hạn hè, rồi lá đổ trái rơi. Con ơi thầy chẳng nói chơi, đây là do lực cơ trời ban ân, mình phải chịu chính là mình người trần tội lỗi. Tại sao người không cởi xác áo trần, luôn lúc nào cũng để giả thù ân, không chịu tình để luyện thần minh triết. Tại sao tiền bố giải mấy đời ta không biết, ngày hôm nay sắp tuyệt cơ cùng. Thầy xuống trần, thầy chịu cảnh dữ, mang danh nghĩa đạo khùng tứ hương. Chúng con thấy không, đừng có mừng, người ta đang sung sướng nghe không? Nè nhìn thử coi, xe bụi dương lấp đầu, đi xe hơi hay ở nhà lầu, hang xe xe sắp rơi sâu không tồn tại. Mình biết được đó. Mình chắp tay lại bái, mình khép lại cửa lòng rồi hãy bình tâm. Ngày nay đến bậc siêu âm, con ơi thầy đã thì thầm ra sao, trên đường sỏi đá quá cao, làm cho chân nọ làm sao không lồi. Nghe thì chỉ nha, chúng con coi qua hồi, kể từ đây đến nhiều nỗi hải hùng, như vậy mới có phục tùng, kẻ nghèo hân hạnh còn ngày cùng giàu tiêu. Ngày ấy được bao nhiêu hả thầy tổ? Chúng con ráng lo tu đi, bối bổ tinh thần, vững để coi xa lại hay gần, vững để thấy từ tầng sang năm việt. Vững đi con, rồi thấy quanh quanh liệt liệt,
đánh ra quả địa cầu, con có biết được hay không? Nó đâu có tổ có tông, nó đâu có thầy, nó đâu có đức sư ông như mình. Đánh tan nát hết đó, rồi nó trôi nó biển minh minh nằm ẩm. Rồi tính nó làm, rồi chân nó dẫm thiết tha. Sau này nó chạy trở qua, mình người của Phật ráng chia ba cú dùm. Ai ác thảm xa miệng hùm mất ráo. Hôm nay thì về Phú Thuận chiều, thầy thông báo cho trò. Ráng đi đừng để tâm lo vui cùng với Phật, rồi giàu to đức lành ráng niệm Phật nha. Dẫn tinh thần cho nhanh chu đáo. Thầy thấy chúng con là hoài bảo đó, chớ lại đem dâng cho Phật Như Lai, dâng cho Bồ Tát ngày mai tái đơn. Thầy dạy đầu, chúng con bị phàm nên quên bỏ mất. Thầy bảo con đem dấu cất phước ân, ngày mai sự thế quá gần, để coi núi tấn lũ tần nó sang. Chạy trốn ở đâu đâu, trong trung lộ trung hang hay là mình đi qua nước khác có bình an không trò? Vì mình ở trong một cái ôm, một cái rọ, một dòng trái ô, một quả địa cầu do Thượng Đế, thì mình tự do chỗ nào. Một tức khắc sẽ lăn nhào bể nát, một phút giây thành cát ở sông Hằng. Một nhát thôi thì chúng con không thoát được mây giăng, sát ra cho bụi hồn băng phăng gì nữa. Đây sắp tới trời đà mơ cửa, thả các dĩ xuân trần đây chọn lừa ngày sau. Bình minh sống búa ba đào, con ơi trời định làm sao bây giờ? Ráng tỉnh dậy để xem ngọn cờ Di Lạc, tỉnh như con để nghe hát hội trời. Tỉnh đi trò, để về đất Phật xem chơi. Tỉnh mà còn sống mới thấy cái đời mới quý. Giờ mình cúi đầu để nhìn tiền nhìn tỷ, rồi mình chết trong một cuộc thăng trầm, ai hoan hỷ thứ tha. Thôi rồi diệu pháp lời ta chúc lành đồng đạo nơi miền xa hay gần. Thầy xin kính thưa, hôm nay thì có cái gì thầy sẽ nói, thầy sẽ tặng cho tất cả ở Phú Thuận một bàn lô tô sắp đến đây như sau. Xin kính thưa quý vị, thầy sắp nói đây, tầng băng sắp khởi, thế giới long đông, chắc quỷ trần hồng mà đừng mong gì nữa. Đất trời nghiêng ngửa do hỡi tại ai? Tại nước ngoại lai, trong ngoài cũng có, nó đâu bỏ xó, nó ngò bôn bền. Tại mình lại quên, gian rền không biết, kỳ này thật chiếc tai điếc mắt mù. Nhìn để mình tu ngao du xem thấy, xa rồi cảm bậy những kẻ ác gian. Thầy nói rõ ràng dở màn sắp tới, khắp miền thế giới ôi ơi nao sầu. Thầy đã về đâu linh thiêng lâu lắm, còn ba tiếng sấm đang chực đang chờ Di Lạc Phất cờ sấm kia sẽ nổ. Không phải một chỗ lưng chuyển địa cầu, tại quỷ mưu sâu tại ma ám hại, ai không ở trại ai dạy ở nhà tận tới kia cả. Làm sao ẩn trốn, chắc rằng phải tôm của cái quăng luôn. Mất triệu mất nguồn, còn buồn còn thảm, đức thầy thông cảm che chở đạo thầy. Chỉ có phút giây rã bày hết ráo, bây giờ thầy bảo
rạng trưởng tâm linh, sớm sử chiều kinh đừng mừng gì nữa. Đây rồi bị lửa đốt cháy rụi ngoe, thầy đã sợ e mùa hè sắp tới năm về, đừng dời trái rụng đầy đường. Thầy nói không thường nhẫn nhường quý vị, hiền nhân khỏi bị bất quá nặng tay. Phật pháp đã hay giải bài cứu hết, từ đây tới Tết cũng chết mấy phần. Chết hỏi dần dần hâm he lẫm liệt, con đâu có biết nó siết đến rồi. Thượng đế đã ngồi cầm chầu trong đánh, thì là ba cánh buông phía ra tay. Cù rồng cũng bay, yêu tinh cũng mất, thú kia có cất giấu ở nơi đâu. Rừng hỡi ở sâu cũng tung ra hết, kỳ này chắc chết mới hết nghe trò. Thầy chẳng có lo, chiếc đò chờ sẵn, đưa con thắm mặn về đến Phật ngày. Ráng chuyển ráng nay ngày mai rồi thấy đất tiền con cây trồng hạt bồ đề. Mai mốt thầy về tớ trò sum họp thầy mình, sấm chớp mới có hiện ra là con số ba. Ráng cố gắng cho vẹn trò, thầy trò sẽ sum họp. Thầy nói lộn một câu lẹ, xin kính thưa quý vị như thế. Như vậy thì quý vị nghĩ như thế nào? Bao nhiêu năm nay bây giờ có đó thầy mới xuống nói đây, thầy sẽ nói nữa, nó sẽ có tới đây như sau. 18 nước đó đến đây để làm gì? Một nước đến đây bằng văn từ, một nước bằng kiếm cung, một nước bằng sinh hóa, một nước bằng khảo cổ, một nước bằng tìm tòi hiện vật, một nước bằng đến đây nó sẽ châu lại đây hết. Nó sẽ có lệnh với nhau đó. Nhưng mà nước nào không bằng nước cực lạc, có đúng không vậy? Đồng đặc. Đó. Cho nên hôm nay đó, mình đừng có sợ nước nào vô danh hết đó. Có ông Di Lạc, ông chỉ cho ông ngờ ông Cường nó đồ điên, không biết gì hết á. Nếu trúng con của ta, dân của ta, Phật quốc thì ta sẽ chỉ cho. Lời đó lấy tài nguyên tài báo, lấy thuốc mà uống trường sinh bất tử, sống mãi mãi trong làng Thánh Đức Thượng Nguân. Thấy không? Như thế thì sao đây? Mình không tu rất uổng, rất uổng. Nó đang chờ sẵn, đủ cẳng đủ chân, đủ phép, đủ đờn, đủ ca, đủ dấu. Nó đang lục lão, hung bạo, trực chờ. Nó chỉ phất cờ trơ trơ trội trội, nhưng mà tôi mọi thầy rọi thấy rồi. Dân Việt ti ngồi, nhưng thôi còn đó, nó chỉ đứng ngó nơi biển xa xa, cũng chết vậy mà mấy phần đượm máu. Thầy về thầy cáo bình tương của ngài, trời đã đạm say diệt loài ma quỷ, để trong thế kỷ hộ kẻ hiền lương. Cho nên năm phương sau này giáo chủ bình nguyên hưởng thụ, nước hỡi nhà nền, con nhớ đừng quên tuổi tên mình có, vàng son mình bỏ mơ ngõ từ bi. Về ráng tu đi nghĩ suy kỹ lưỡng, thầy là huynh trưởng chứ có gì đâu biết được đôi câu. Thầy sầu biết mấy, tới đây rồi thấy tụi nó dây dừng, đánh hỏi lung tung, đánh cùng đánh khiểu, đánh rồi cam chịu hết của hết tiền. Đánh lại vô liên nước này nước khác, đánh làm Bồ Tát thị hiện trải văn, diệt khổ khó khăn cứu loài cứu chủng. Nó đánh cho khủng cay quá địa cầu, nó đánh hố sâu nó đâu có sợ. Kỳ này thầy tử như thể lộ hang, ở nước Nam Bang có vàng có ngọc,
đánh cho trằn trọc không hướng được tròn. Con cháu đừng lo, mau mau tu niệm, từ bi âu yếm là kiếm là cung, trống đánh thùng thùng không trung nổi dậy. Mình ngồi thuyền thấy chư Phật hiện ra, nhất là Phật Bà Quan Âm Nam Hải. Ngồi thiền trai gái rồi thấy Phật tiên, niệm Phật tham thiền liền liền đừng bỏ. Từ đây bi ngõ lại với chặng đường, nếu con mến thương đường đường chính chính, đừng nên liều lĩnh sâu kín trong lòng. Nuôi đạo bên trong nuôi dòng nuôi giống, đừng nên mơ mộng không được nữa đâu. Tới hỡi trời thâu thâu tài thâu vật, thâu cho biến mất để cất chỗ nào. Ở tấn ở tàu ở miên ở thổ, cất nơi cái chỗ tốt đẹp bình minh. Đạo phải đức tin trọn tình với Phật thì là bảo vật cho đạo, chớ ai là con số 2. Số 3 rồi giờ số 2. Thầy cũng vui vẻ trong một chút để gặp đạo ở đây. Còn một tiếng đờn này thầy không biết là thầy có nói nổi không. Xuất thân hôm nay thì thầy cũng đã lớn tuổi rồi, thì thầy sẽ nói qua một chút cho tất cả quý vị nha, cố gắng nha không. Thầy biết được tới đây quá khổ, còn việc miệng, việc thổ, việc lùng. Phải làm sao việc kẻ kiết hung, trời đã định ngày cùng rồi đó. Nay quý đạo ngồi đi rồi ngó, cảnh gian nan ai tỏ ai thông. Máu đem vào đây mãi ghi âm, tầm hướng thuyền là hầm bao quy. Đây đoạn cuối trong màn thế kỷ, thầy còn lá còn chỉ làm gì. Kết tội rồi do lực cố tri, ngài tận diệt vậy thì quá rõ. Kêu chùa am chuông kia mau bỏ, thầy sải tu phải rõ tội nguồn. Bảo chùa thuyền ngưng mỏ tắt chuông, giúp thế hệ cội nguồn lao ly. Bao năm tháng đạt thôi quyền bí, ta chỉ cho thế kỷ ngày này. Mộc rơi chi rồi quá đông đầy, giờ kiểm lại phút giây cô lẹ. Chùa am đó để cho mát mẻ, kẻ ra vào dọn vẻ đẹp xinh. Nào có đâu Phật lại kết tình, Phật đâu ở miếu dinh chùa lớn. Đây sắp tới lũ tần lũ hơn, chùa giúp má đi có được không hằng. Trở về nhà như ánh sao văng, giúp đỡ chúng ra tay cứu thế. Thấy như vậy mà thầy nhỏ lệ, ngồi ở đây kinh kệ sớm chiều. Phú thần giờ thầy đặt thương yêu, rất chịu đựng ít nhiều giông bão. Như thế đó rạng danh người đạo, bão giông kia lục lạo tiêu tan. Mà còn chờ phúc quốc bình an, chờ phúc cuối đạo tràng họp lại. Thầy chúc
tụng toàn tôn giáo phải sự hành trang mau đại cần kề. Chinh phục mình đừng có lê thê, thầy biết được cần kề nhủ khuyên. Đây sắp tới nó tràn sức hiện, da thịt da nhiều miếng tan tành, máu còn rơi xương nọ đầu gành. Đừng nghĩ đến danh danh lợi lợi, tại sao chúng không lo rồi sợ, tại sao người không nhớ cội buồn. Bảo chùa giờ tắt lặng tiếng chuông, đừng ru ngủ thêm buồn địa thế. Toàn giả dối âm mưu diệu kế, chớ nào đâu tìm kế tu hành. Đặng của người giúp đỡ chúng sanh, cơn hoạn nạn tan thành ra nước. Mong thọ thực uống ăn cho được, mong danh cao đi ngược Phật rồi. Tỉnh đi cho thầy giác đạo đi thôi, còn gì nữa mà ngồi mà văn. Đêm thanh tịnh rừng thiên phẳng đặng, con ngồi đây cũng đặng đắc thành. Diệt tâm lòng bỏ hết lời danh, đừng có nghĩ, đừng có nghĩ mỗi mình gì nữa. Nhà ta có cửa kia đóng cửa, để âm thiền tu tịnh một mình. Lục lại xem gần đến sân trình, nếu thiếu sót mình xin bổ khuyết. Ngày đã đến con nên phải biết, ai dơ ai trời giết trời chưa. Đừng có phàm nổi dậy mây mưa, trời tắt lặng sớm trưa một phút. Đây thì chỉ toàn là cốt nhục, mấy thuyền môn ta túc một thôi. Thầy đi về con ráng con ơi, càng mạnh giỏi sống coi gánh hát. Đơn kêu trời rạng hướng đông, làm sao tắt gió tắt giông bây giờ. Đơn kêu sự đến bất ngờ, đơn kêu trời đã chưa dựng cờ ra binh. Đơn kêu dẹp hết miễu nhìn, sấm kia gần nó ình lình làm sao. Đặng mà diệt lũ ngôn thao, diệt đồ mà phản loạn chưa diệt nào chưa hung. Đơn kêu tần quốc gần vô, tham giàu mà tham lẫn chưa tham mà ô chưa địa cầu. Đờn kêu quỷ khúc chưa thần sâu, đờn kêu mà thượng đế xây chầu không mở hay. Đờn kêu cù lượng rồng bay, đánh thôi mà cấp nhai tay không lường. Đờn kêu đối hỡi chưa đông phương, đờn kêu mà ba tánh chưa phơi sương ra ngoài. Đờn kêu ta nói không hay, bây giờ phải chịu văn tay chớ gì. Đờn kêu nhiều nổi chưa gì kìa,
tranh giành mà chi nữa, chứ vậy thì uổng ở công. Đừng lo đừng sợ chưa đạo đồng, trời tru mà đất diệt, chưa thịnh không loạn cuồng, đời kiêu đất thảm chưa trời buồn. Giữa dòng mà sống nước, chưa trôi luồn mất đi. Dù cho tàu tặc tàu phi, làm sao thắng được từ bi buổi này, đờn kêu đến cõi cho Phật thầy. Bình trời mà tướng Phật, chưa kỳ này ra tay, đờn kêu thiên địa chưa cả hai, đánh nhau mà loạn lạc rồng bay giữa trời, đờn kêu chết ngọt chứ giữa dời. Đĩa tiếng mà thất bại kêu trời tan hoang, đờn kêu sắp sẽ bước sang, trò nào năng học mà ngoan đợi chờ, đờn kêu gì đã phất cờ. Cảnh tiên mà còn đó chưa mịt mờ chưa khai, đờn kêu sống gió này mây, ráng coi nghe đạo ra hay địa cầu, đờn kêu minh chúa chưa dễ ở châu. Thầy trò mà nhiều nỗi chưa cớ ở cầu đắng cay, đờn kêu lố mặt châu mày, đừng xứng ta bực chớ nhân tài uổng công. Đờn kêu gom lại chứ biển đông, đắng chìm mà đái nước chứ đừng trống làm gì. Đờn kêu ngu mũi vậy thì trên gò mà không ở, chứ xuống thì biển khơi. Đờn kêu nói chút mà chơi, nói việc cơ trời dân chung nào hay. Đờn kêu đông lại cùng tay, ta về mà phương Bắc chưa giờ này, chưa phương Nam đờn kêu ai biểu chưa thấy giờ làm. Khùng gì mà quá xá chưa lưng đàm chút thôi. Độ điên mê chức mê ngôi, rồi đây mày phải nói trôi dài dài, đờn kêu chết trôi chứ nước ngoài. Ai tà mà ai tặc chứ tranh tài chết luôn. Đờn kêu vắng bặt tiếng chuông, đất thảm trời buồn, mây kéo tối đen, đờn kêu đừng có đua chen. Nói ra mà thầy khổ chưa nhiều phản ác. Đờn kêu đừng nghĩ sang giàu, một chút ôi hớ lũ tàu sang quá, đạt ngôi chưa đạt cảnh chưa đạt gia. Đạt chưa mà có được, chứ vậy giờ mà thay phới, đờn kêu do lĩnh chứ của trời, búa lôi mà trời đập chứ vậy thời chưa tan quan. Đờn kêu ngưng tắt chứ điện đàn điện trời, mà tắt lặng trần gian còn gì, còn đâu bấm nút chứ vậy thì mái trăng mà cũng lặng, chớ mái đời mà cũng theo, chớ đờn kêu đáo phải nghe theo. Kỳ này mà chiến địa rồi dẻo chưa nảy mầm, đờn kêu phải ráng tu tâm, người tu quan đạo kéo lầm rồi nguy. Đờn kêu đừng có nghĩ gì, sáng tâm mà hiểu biết chớ lại truy hằng ngày. Đờn kêu bỏ hết chứ trong ngoài, một mình mà thui thủi chứ thân này bình an. Đờn kêu thầy đến an ở gian, đờn kêu thầy
khổ chớ thở than cứ rừng ở chi. Đang kêu quỷ mỹ ta yêu tướng trời mà sắp đến thủ tiêu mày rồi, đờn kêu nứt nắp bấy chưa bể giờ nôi đâu còn mà gì nữa chưa đại ngồi ngâm ở nga. Đờn kêu Mỹ quốc xé qua toàn trong mà việc cơ thế chưa chương tòa hành hung, đờn kêu quý vị chưa ngày cùng sống coi mà gian dậy không trung đất trời. Đờn kêu cơ đảo tuyệt vời tới đây mà thầy nói chưa dậy thời, đôi câu chưa buổi chiều phú tưởng chưa ngày ngồi quay về mà thăm đạo chứ phán hồi ra đi. Đờn kêu đâu có sự gì dừng chân bước lại coi thì long quá, đờn kêu tính lại không xa ngọ mùi mà thân dậu chứ kia cà tan quá. Đờn kêu bớ họ bớ hàng ruộng vườn đầy nhảy lan tràn máu rơi, đờn kêu nói vậy mà chơi ta đâu có được thảnh thơi nghe tròn. Đờn kêu nhiều gạo lúa lấy không no, ruộng vườn ta có mà nằm có kêu trời. Đờn kêu thầy dạy mấy lời biết là mà sống được chứ coi đời thương, biết tu đừng dấn đừng hờn. Đờn kêu lịch sử kêu sơn rõ ràng, đờn kêu biết họ chứ biết hàng, biết đường mà giải thoát chứ biết làng về quê. Đờn kêu phúc mã danh đề tháng ba mà sắp tới ê chề như sao, đờn kêu máu nọ đang trào bớ dân mà bớ chung đồng bào ở đâu. Đờn kêu thức dậy canh thâu ta về, ta nhắc đôi câu rụng trời tới đây khói lửa tơi bời, chỉ ơi mà một nhắc còn thời được không. Đờn kêu cá lội biển đông, cá gì mà quá lớn đức ông cầm đầu, ngủ lôi ông đánh cái đầu, ngã lăn mà trợn mắt rồi hồ bơi sâu. Đờn kêu lận đận lao đao, đừng rầu nghe đạo mau mau coi đời. Đờn kêu sống để coi chơi, ta buồn ta nói thảnh thơi phúc hồi. Đánh gì bắn rồi đánh gì tồi, đánh nhau cho hết nắp nồi bể luôn, đánh triệu rồi lại đánh muôn, đánh khổ đánh buồn tan nát gò quan. Đánh để biết để sang để chim, đánh để truy để kiếm ngọc ngà, đánh để chi để giật ngôi nhà, để bá chủ nam gia cai trị. Lũ tạo tặc ta không bố thí, lệnh phong thần tay chỉ một hồi. Việt Nam bang dân tộc ấy ơi, mong đồ để phản hồi uy nghiêm. Thầy đã nói ráng về âu yếm, một lời ta kính liệm ngày nay. Và từ trò trong một phút giây, thầy ẩn giảng rồi xây rồi chuyên. Hôm nay thầy sẽ còn điên trong giây phút, trong một cuộc thầy đã quay về Phú Thuận để vui với tất cả các vị. Rồi ngày mai thầy còn không? Không, thầy không hứa được với tất cả quý vị. Rồi thầy nói là thầy đi Úc Châu rồi này kia, thầy không đi được sắc thân, thầy thì đi bằng linh hồn, đâu có cái gì đâu. Chúng ta phải cần quán triệt như thế. Đây thầy sẽ kể cho quý vị nghe. Ở tại gia bình tịnh để lo tu tâm dưỡng cái tánh,
cái tâm mình hồi nào tới giờ nó chưa có rốt ráo, bây giờ mình tu cái tâm, tâm mình bình, tâm mình chứng rồi, tâm mình nó thay đổi rồi, bây giờ mình trước kia mình tu cái tâm mình giữ cái tâm mình là giữ hoài bảo, giữ ngọc ngà. Sau này quý vị nha, không bây giờ chỉ có một phần thôi nha, nè thầy đưa tay lên Việt Nam toàn thắng hết tất cả các nước qua đây hết, vì nó đâu có con nữa, nó sụp hết rồi, nó tiêu diệt, nó đem ra sân trường nó thi đấu hết rồi. Dụng cụ mà bẻ gãy hết rồi, giờ anh lại đây anh làm giùm tôi cái miếng giường tôi, anh mang cái bình lại xịt thuốc này cho đào hoa này, dạ cái thùng tôi bỏ dưới biển thì rồi anh sẽ mất khách một ngày đó, anh đâu có xịt thuốc được, anh lấy tiền ăn có đúng không? Những cái dụng cụ tài nguyên anh đã đem ra anh chiến đấu hết rồi, kỳ này anh về tay không thì anh bị tôi sẽ đấm cái đầu anh, tôi sẽ cho anh làm tôi mọi tôi được rồi đó. Sau này các con các bậc mà ta trở lại đó, ta dẫn đầu của tất cả. Cho nên hôm nay đó, truyền thống nước Việt Nam chúng ta đã một cái trường thi, đã một cái gò kim cương ngọc báo. Thầy nói không có gì, tới người thì chết, người kia chết, đâu phải chết là hết đâu. Ta tu trong cái chết mà, tu cho chết mà sao sợ chết ha. Thầy đang chuẩn bị rồi, hỏi mấy vị này coi, thầy đang chuẩn bị cái chỗ thầy đó. Tu cho chết mà, cho chết đi những cái mình không còn nữa, ham muốn nó dục đi, đi lên núi cũng dục nữa, mà đi chỗ này chỗ kia cũng dục nữa. Thắng là liền, nếu thầy sẽ ngoan đèo ải đường hang hùm nẻo tận như sao thắng là người đạo rất ngoan, mình sẽ suy nghĩ diệt đi những cái dòng dục đó không được. Còn tham sân si hồi đại trên xe thầy có nói với kỳ dân, không phải nạt nộ la rầy mà tham sân si, không phải vậy, mà tham muốn, tham cầu, tham ô, tham lợi, tham làm. Thầy tham nè, thầy còn cái đó thầy diệt nè, mà thầy làm đây là quý vị đã biết rồi, đã phòng hộ nè. Bây giờ có nhiều lắm nè, thấy không, mấy trăm gốc củi, mấy trăm gì đó lúa nè, muối nè, đổ quá chừng nè, nghe không, bây giờ khoai lang mà đổ ấy, nhà thì bây giờ là cái chợ đầu mối đó, mối nào cũng đem lên đó để dự trù đúng không. Nè Tần Bang khởi nghĩa nói khoai lang vậy, lại giống khoai mì đó, đến khi Tần Khởi đổ thị khẩu đó, cái đó thì thầy hiểu rồi. Tần Bang sắp khởi đó. Đó thì bây giờ trong cái khi mà nó qua đây đó thì nó cũng qua đó, chứ không phải không qua đâu. Ông bà Thới có nói mà, ông nói là đất Bắc Kỳ sâu quá ruộng sâu, 10 phần chết 9 còn đâu 1 phần, thấy không? Không phải là ở Sài Gòn mà biên vực nha, không, không có đánh Sài Gòn đâu, bởi vì dân của nó nhiều quá. Đánh chết trận đó làm sao, thầy nói vui nha, không cho nên đã đến rồi. Đánh một cái gì mà con không thấy, dạ thưa thầy cho con biết cái thầy, thuốc độc rồi, đã ra thuốc độc đó rồi, thuốc độc kia mê vô lấy của lấy tiền nè. Bây giờ chúng con đây chuẩn bị, đừng đứng gần người người lạ mà hỏi thăm cái gì, cũng phải đứng xa, tầm mắt xa thiệt xa, bao nhiêu mét, không được đứng gần, nó sẽ pha thuốc mê vô, nó sẽ pha thuốc ở tất cả các vị vô, một đồng bạc trong túi gì nó cũng lấy hết luôn, nó lấy hết tất cả không còn gì hết, đó là đời mình phải cảnh đó. Còn đạo chúng ta không hơ hỏng, mà chúng ta phải thuyền đạo tu hành, phải ngồi ngay chỗ Đức Phật thầy hoặc là ngay chỗ nào để tẩu quả nhập ma, nó vô nó cướp. Tại sao vậy? Tại vì có cái di tượng này thì có chư thiên hộ pháp, có long thần hộ pháp. Bên chùa thì chư thiên hộ pháp, bên mình bên đây thì long thần hộ pháp, không có dám vô. Cho nên đừng có quan liêu, tôi lên núi rồi tôi ngồi để mà cho ma, không cần. Mình ở trong cái núi rồi, đây, thầy chỉ cho cái sự khao khát của tất cả đạo là cái núi rồi. Lâu lâu về nữa cái cảnh đó, ngày xưa ăn lông đổ lỗ. Và tiền bối của chúng ta và cái chỗ thầy đó là mỗi hàng năm cúng đức vua Hùng. Thầy đã phát sinh ra rồi đó, vua Gia Long, vua Hùng Vương, mình không bao giờ kia được. Mỗi hàng năm mùng 9 tháng 3, mùng 10, tháng 11 thầy đi, thầy đi ngoài Úc Châu. Nói như vậy đó, thì năm tới nếu được bình nguyên thầy đi qua cho kịp tháng 3, để trong mùa hè năm dê thầy ở bên tháng 3 đến tháng 5 18 thì mới về đây được ha. Xin kính thưa tất cả với con đạo anh em của mình nha, sự sống còn hôm nay chúng ta vui lên, tật bệnh cũng vẫn tiêu trừ mà tai qua nặng khỏi hết. Với mình phải đừng có nói quá thấp Bồ Tát, không được, nói dạ con chấp nhận hết, con trả quà, không có nên nói vậy. Bồ Tát ơi,
trợ lực cho con, con xin bớt, con trả không nổi Bồ Tát ơi, chứ đừng nói con sẽ chấp nhận trả thì Bồ Tát sẽ dục ở dưới sông đó. Thầy nè, thầy bị Bồ Tát dục nè, không thì đưa tay lên, thầy bị Bồ Tát phạt dục luôn. Thầy sẽ muốn là từ thiện bao la hết tất cả gồm thầy tham, thầy tham, thì Bồ Tát nói cho mày biết, cho mày biết, thì dục mày dưới đó cho mày làm, thấy không? Ngày tỉnh ngộ nhờ Bồ Tát, Bồ Tát ơi con hết làm nổi rồi, bây giờ Bồ Tát cứu giùm Bồ Tát đó, dừng bước lại chưa? Thì thầy trả lời Bồ Tát, dạ con dừng bước rồi Bồ Tát ơi, con không dám nói gì với Bồ Tát nữa hết, lấy cái chỗ đó mà thầy đã nói ra cho tất cả quý vị đừng. Mà thầy cũng thử thách mình đó, đừng nói gì hết, cứ lặng lặng đem niềm vui chính mình để tốt đẹp với gia đình nha hùng, gia thê đệ tử, vợ con, anh em, thân bằng quý thuộc, thị xã hết. Nè, mình chấp nê để làm gì, mình để trong đó để làm gì, mình thương yêu nhau đi. À, đó. Nè, dân mà muốn biết thảnh thơi, dân sang tuyệt hết thì đời mới yêu. Đó. Muốn biết thảnh thơi, dân sang đó, sang ngang bôi bát đó, sang trọng phới phách tuyệt hết. Nếu mà theo chân lý của Đức Ngài thì bần khổ, chịu khổ, mảnh lá thôi. Này, quay trở về, tại sao hôm nay thầy như vậy? Thầy khấu đầu dữ vậy, thầy phải đóng kịch. Chứ bây giờ thầy muốn quay về nơi cái cảnh giới Tà Lơn để làm gì? Sống động, gió cuồng ở đây, cùng anh em mình đang bắt đầu có cần thầy một chút xíu gì thì thầy đi sao được. Chứ không thì thầy cũng phải bỏ một cái kiếp này rồi, vô trong đó thì ngồi cho đi luôn, cho mất luôn, nhưng mà có ích lợi gì đâu. Nè, cái cây này Đạo Ba nói nè, thôi mình đập gốc mình tưới thêm với xịt thêm nữa cũng bẻ được mớ nữa, phải không Đạo Ba? Thì đây là cái cây nè, mình tu nữa đi, thêm nữa đi, mình nhặt lấy một cây phước đức quá to, nhặt được một cái sự việc rất tốt đẹp, lấy được cái quả tốt nữa. Ráng chăm bón mình đi, không cần đâu, không cần để nghe ai thấy ai hết, nhưng mà cần nhất là con người phải có nhân đạo, tình lân thuộc láng giềng đồng chủng. Đức Bình có nói đó, lòng quảng ái xót thương dân chúng, bội lỗ lặng Phật giáo si đồi, kẻ tu hành đâu nỡ yên ngồi, mà xóm kể chiều kinh thông thả. Chúng ta là người tu hành không thể ngồi đã kệ kinh ngâm nga, có nghĩa là thầy nói là phải giăng tay ra, phải làm một chút để có mà ôm mà ăn, để độ, để giúp đỡ mọi người qua một cái bàn tay của Như Lai. Bây giờ thầy muốn bàn tay quý vị đã lỡ hết rồi, đã chai hết rồi, bây giờ thầy muốn quý vị trở thành bàn tay tiên, bàn tay thánh thần, bàn tay Phật, đừng nhúng tay vô người, bàn tay của Như Lai Phật tổ. Mình là con Như Lai, mình phải thành Như Lai chứ, phải chứ không? Phật đã dạy mình tu theo phép Phật thì mình phải thành Phật như ổng chứ. Còn thầy mình cũng vậy, dạy mình sau này mình phải nguyện độ lại chúng sanh chứ. Do đó ông ba ông giảng, ông Kỳ Dân này ông giảng, tôi không lỡ đâu, đợi thầy đâu có phải vậy. Để lại lời thơ cho Kỳ Vân, biên ra khảo cứu độ quan dân, kẻ ít hay nhiều ôi cũng có, thì là thầy tổ khỏi bân khuân, phải không? Thầy trao lời lẽ cho Đạo Ba, băng giảng ngày xưa quá đậm đà, kỷ cương từng phút ôi để lại, thì gần thầy chứ phải đâu có xa, có đúng không? Đâu có xa đâu, phải gần cái sắc thể này để làm gì? Không có làm gì hết. Bạn bè một lứa hợi như nhau, đồng đạo đồng tu để hòa trao, thương yêu tôn kính nên tu niệm, đằng nhìn nay trẻ hay là thấp cao, không nên bình luận lợi cùng quá, gió mát trăng thanh quá đậm đà, lời thầy để lại ôi như cắt, chúng con gần chớ có xa. Một buổi chiều về ở tại đây, thầy biết non tiên cũng chỗ này, thiền môn linh tự cũng nơi đó, trò nhớ những câu quá mặn mặn.
thường thấy thế sự buổi này. Ta dân định của Phật Thầy không hay. Buồn cho bá tánh gái trai, nói lời lẽ thiệt không hay bị nhầm. Thường thấy con cá gần bầm, mình nằm trên thớt lại lầm rồi sao. Cuộc đời giông bão quá mau, Thầy về trao lại lời cao cho tròn. Cánh khuya rạng ánh âu lo, ông còn ngồi đợi chiếc đò hoành hiu chưa buồn đời. Ông mãi buồn hiu chưa buồn đời, mà ông sớm chưa quy điều về ngôi. Thường thấy thế sự chưa đi rồi, con khờ ở lại đừng coi cho một mình. Ai đưa con đến chưa sân trình, buổi thi mà không có thầy mình làm sao. Rời thơ cho trẻ chứ phút nào, dặn dò mà đổi tiếng chứ công mà lao quá dài. Con ơi bút mực ráng mài, chậm đó mà đèn sách chứ có ngày thành công. Nghe thầy đức cậu chứ đức ông đức thầy, mà trở lại trên dòng sông đại thuyền. Buồn thay thế sự vô biên, cho nên thầy mãi còn điên còn khùng. Con ơi núp đỡ chứ bóng thùng, chờ cơ chứ trời định chứ anh hùng hội quy. Bây giờ nói nữa làm chi, nhìn người mà ta được cố trì trong lòng. Nhìn đi đi thử giống thử dòng, thử coi mà có mắt không trồng không ngư. Thầy đi thử đáo thử ngừ, thử rồi thầy biết vô dư kia cả. Nói chung ôi hỡi chưa ruột ra, con ơi mà tỉnh dậy phố đa sơn thay. Cuộc đời có một chứ không hay, con ơi tỉnh giấc bình lai tại quyền. Bây giờ thần thánh Phật tiên chờ con mà trở lại nơi miền Tây ở phương. Thấy đời như vậy mà thương, thấy ôi cái lũ hùng cường gom ghê. Chứ bây giờ cho tới năm dê, đừng trông đừng đợi ủ ê cái mòn. Cả kêu ba tanh xóm chòm rúng rời, hết thải cái ôm cho bể rồi. Từ đây khổ lắm con ơi, gạo có mà không có mép môi khô càng. Thầy trong ba tánh họ hàng, làm sao Phật cứu cả đàn cho chúng sanh. Tại người gieo giống không lành, bây giờ phải hưởng chiến tranh đoạn cuồng. Không vui rồi lại còn buồn, mình còn có thể tập tuồng ác ư. Chứ bây giờ trái đất hoại hư là do mình đó vô tư nghe tròn. Thôi thôi ông lão chứ đưa đò, bây giờ mà thầy lại chơi chuyện trò bút giấy. Ai sai mấy tao giờ này, cơ thiên đã định chứ hiệp ở vậy. Quy nguyên cho thầy về thăm đảo thuyền viên, chúc con mà ở lại bình yên tu trì. Nhớ thầy căn dặn việc gì, sống thần sắp búa sắp nguy cận rồi. Tàu qua khổ lắm con ơi, đói cơm mà khát nước thì thả trôi bập bờn. Chiếu chăn rồi lại gối mền, lang thang mà không có kề bên thân mình. Lạnh ôi quéo thân tình, thấy rồi mà ai cứu được mình. Chưa nay mai màn trời chiếu đất cả ấy, thấy không có dễ ngày mai cận kề. Tại sao thầy cứ danh đề nói rằng mà khởi nghĩa chứ bên bề làm sao. Chứ tại gì phải diệt cho nó mau, lũ tần mà lũ tấn làm sao có còn. Thương thay giống giống bà con, ráng tu mà chịu đựng cho mốt bòn gian nan
để chờ lệnh của hỡi chư thượng hoàng. Cuối cùng mà binh tướng Phật đàn ra thay, binh trời tướng Phật ngày nay, đợi chờ mà sẵn đó ngày mai. Cuối cùng con ơi đại lực chứ đại hùng, ráng nghe thầy giải cho ngày cùng chung quy. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đức Phật Tổ Phật Thầy, Đức Thầy chứng minh. Hôm nay thầy trở về Phú Thuận để gặp đồng đạo thăm viếng một chút, rồi thầy đã giả từ tất cả, không hẹn ngày tái ngộ. Có duyên cùng là ở nơi đây quê nhà, cùng là kỳ vân cư sĩ, ở bên đó bên nào cũng được hết. Ráng lo tu tâm bình chuyển. Bây giờ mình di chuyển của Phật về trước đi, đừng có sợ sệt mọi việc gì hết đó. Ráng cố gắng, ráng cố gắng, bất di bất diệt lắm. Mình di chuyển cái sắc thân mình, di chuyển cái linh hồn, ở đâu cũng được hết. Dùng sức mạnh của bên trong. Nếu mình làm tốt là mạnh, giúp đỡ mọi người là mạnh, quán triệt thấy được dạ chân là mạnh, trong sáng là mạnh, không sợ sệt mọi việc gì là mạnh, không sợ chết là mạnh, bệnh đau kệ không sao hết. Thầy dặn đói ăn rau, đau uống thuốc, chứ có gì sợ. Vô thường đến độ như thế nào cũng được. Ta tu cho chết, chờ hết một đời. Sống để mà chơi, sống chỉ dễ đau. Sống dùng gôm dao giết kẻ hiền lương. Sống gió, sống sương, sống cường, sống quất. Sống mê vật chất, sống tật, sống quyền, sống được làm tiền, sống hoài, sống mãi. Nghe thầy đừng cãi. Số 7 gần xa, thầy nói thiết tha tại nhà ba dăm. Thuyền kia thầy cầm tại bên đây rồi. Thầy nói con ơi, làm tôi cho Phật, sau này các bậc tôi hỡi hiền hầu. Mình tu được lâu thì hầu giải thoát, buổi này là chót. Ráng mốt nghe con, đạo quả cho tròn, món ngon không thiết. Việc gì không biết, đừng chiết tâm thân. Ráng giữ hồn thân rồi gần Phật bao. Kỳ này Tào Tháo thầy đã kể cho. Sống bủa quá to không đò ai rước, làm sao sống được mà ngược mà ngang. Thầy đã lựng bàn An Giang quá sức. Thầy nói một mức không có thoát đâu. Binh tướng đã giàu, chờ ôi đã sẵn. Đừng sợ bình đẳng, mình cứ tu đi. Không nghĩ gian nguy, không gì tồn tại. Không sợ thất bại, không dại, không khôn. Mình chỉ có toàn chữ tu quy nhất. Đây là hiệp lực thầy đã nói ra. Sáu chữ Di Đà thầy ban cho đó. Con nên dòm ngõ, bỏ xó không nên. Dù có rỉ rên dựng bên, tất cả đêm về khối hạ ở trong thuyền môn. Ráng nhớ chí tồn linh hồn của Phật, sau này thành bậc thôi hở thanh tiền. Thầy đã cầu nguyện hằng xuyên quy bao. Thôi rồi hoài bảo cho được ở đây. Thầy chúc phút giây rồi thầy quay bước. Hôm nay đó thì thầy cũng còn hơi không được khỏe, nhưng mà không sao hết, thầy đã tâm sự cùng trò. Về tới đây thầy đã nói với anh em chúng ta chia tay. Nhưng mà khi chia tay đó, ráng gìn giữ hoài bảo của mình nhé. Thầy nói nếu khôn thì nhờ, dài thì chịu. Nếu cái căn cứ bên trong này mà để giặc nó đánh thắng được là chết rồi. Không cho, ráng gìn giữ nha con. Đừng có nghe ngóng mà đừng có cái gì ở bên ngoài được hết á. Nè, đi xe, đi cộ, tàu bè, đi đứng, ăn uống. Mình làm Phật đi. Mình làm thần đi, mình làm thánh đi. Đừng làm phàm nữa. Đừng ăn đây tính đó. Đừng ngồi đây nghĩ tầm bậy. Đừng nghĩ cái này cái nọ vơ quẩn, nó mất thần mất trí. Kỳ này nó đánh đổi lấy tiêu, nó cướp mất tinh thần của tất cả luôn. Sao đây hùng sát hết. Nhưng mà không sao đâu. Đức thầy và tất cả các chị phép lạ cho quần lại hết. Còn sau đây tụi nó đánh điên đánh dại nha. Đánh bại đánh vong đó. Đánh riết không có một đồng nữa. Đó không? Rồi nó vong ra biển đó. Kỳ này đó của tao đó ông ti nha kỳ dân.
Nó làm bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng ngày đổ âm ty hết rồi. Khi ra ngoài đó đổ âm ty chứ ở trên bờ đâu có chết. Thưa thầy, mà sao hồi xưa lại có cái câu của tàu đổ âm ty, ông bà mình đặt cái câu này, cái câu tục ngữ ca dao này, có cái tiếng. Vì thầy nói luôn nha, nó tham, nó tham, nó lận, nó muốn chiếm quả địa cầu, nó muốn bá chủ ở địa đồ hết rồi. Đó vậy đó, tàu này nè nó hay lắm, nó nhìn trò nó vẽ trò được đó. Đó vậy đó, những cái gì của này là nó làm được hết trơn rồi, nó tao mà Với nó lại hay lắm. thưa thầy, thầy giải vừa mà cái dầu mà tại sao gọi là dầu mù u, mà tại sao tàu vẽ cái con đường chính đường gián đoạn hình chữ u, nguyên cái văn bản nó vậy đó, người ta nói lái lại là lưỡi bò, đường lưỡi bò dài ra người ta cắt chữ u á, mù u vì mù chứ mù quáng cho nên mới vẽ hình chữ u thành đấy, cái dầu mù u á, cái chữ mù u đó là cũng cái từ của Của bé tiền bối mình của tiền bối á, đặt xuống đó. dầu mù u Thiếu gì dầu ha, không đặt tên mà đặt dầu mù u, chứ cái mà cây bây thì vẽ cái bản đồ đó, lại là chữ u. thì cái cây ở ngoài kia người ta hái ăn đó, thì ngày đi đó thì ngày bẻ cây đó trồng gậy đó, rồi mấy gì cái hỏi gì chứ văn môn đạo hỏi thầy ơi, thầy cầm thầy mới nói là cây điên điển Điện điện. đó, vậy đó thì giờ mình chiếu theo đó là cây điên điển chứ đâu phải cây đó là cây điên điển, nói vậy đó. Thì phải có cái từ để cho tất cả quý vị. Mà chết vì dầu, dầu mù u á, Hiểu sao rồi, này chết vì dầu. hiểu rồi. Thì bây giờ nè thầy nói luôn nè, nắng lửa Mưa dầu. mưa dầu sơn băng thủy Kiệt. kiệt, mấy câu châm ngôn thầy có nói nay là năm 75, còn gần ngày hòa bình là thầy mới nói là le le mắc kế dịch tàu, hại mày xuống nước tao nhào lên khô, có nghĩa là tàu là ma le 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 đó, còn Nhật là dịch cổ lung, nó gạt với nhau hai người đó thôi à, Nga tàu Anh Mỹ thêm Nhật. Đã thầy nói là chiếc tàu vũ trụ hồi đó có ở Phú Tận này, thầy có dạy chiếc tàu vũ trụ nè, Mỹ ngồi đây nè, Nga ngồi đây nè, Nhật ngồi đây nè, Mỹ bận đồ ship lắm, mang rương bạc nè mà còn hối với bơ cho lẻ nữa. Nga nó ở trần, nó trần nó nghèo lắm, nó không có sang trọng gì á, nhưng mà nó có cái dầm lớn lắm, nó quấn quấn nước còn Mỹ nhào liền. Vậy còn Nhật không có đâu, Nhật khôn lắm, lượm hết ba cái đồ bị ngâu đằng trước, cái ghe nó ghé đằng trước lượm chứ mà đằng sau đâu lượm được. Cho nên á, sau này của tàu đổ âm ty đó, dù cho nó tham vọng cách mấy đi, nhưng mà kỳ này đừng nghe lời thì đi, có trời cứu, có trời cứu không có sao đâu, đừng có nghe sợ quá. Dạ con sợ quá thầy, con lo quá, lo chi, lo tu đi đó, lo tu, lo chinh phục lại mình, lo tắm rửa, lo vui vẻ mát mẻ nha. Ai có hỏi gì thì không có gì hết, không có gì hết, bình sinh hết à, vui vẻ. Anh phải tới à, hay là huynh, hay là đệ, hay là phải tới đâu uống nước, sao gia đình bình an không? Đằng này, dạ bình an rồi, dưới đó đủ rồi, đừng có bày ra hỏi cái gì nữa hết nha, mình có bài tập rồi, đừng có tất cả, đừng có bài bộn nhau nữa, mất công hao thần tổn khí nha. Kỳ này phải đắc đạo tại thế luôn đó, nó mới khâm phục mình, nó mới quy quy y mình đó, như vậy. Cho nên hỏi các nước phục tùng là giới điều kiện, em phục tùng anh lý do, anh mà phục tùng em lý do, lý do phải tìm ra mục đích đó, tại sao em anh lại phục tùng em làm được việc em tốt quá, em duy trì chịu đựng hiếu thảo cha mẹ mà giữ gìn cái ngôi nhà thờ, anh cứ về kiếm tiền thưa kiện hoài em vẫn chịu đựng mà hiếu thảo không trả lời được gì hết, bây giờ anh thất bại hết rồi, thế nào cha mẹ cũng phải cho em một cái tài vật gì em để kính biệt, không thể nào anh biết được, anh quánh anh lấy cái nhà cái cửa, nhưng mà ngốc á, thì cha mẹ đã cho đứa em có hiếu đó chồng như này rồi đó, sau này thì đứa em ấy nó móc lên, cho nên anh phục em là em làm việc tốt, anh mới khấu đầu. Bây giờ Việt Nam đánh tơi bời khói lửa đánh riết, nhưng mà sau này không có cái chuyện quốc sự không nên xâm biếm tới, nhưng mà đây là thầy của mình nặng nợ non sông sơn hà xã tắc, thầy của mình là vì đất nước đồng bào chứ không phải là tu khơi mà ăn cơm chùa rồi chuông với mỏ, không phải vậy. Thầy nói đó, tu theo thầy khỏi mỏ khỏi chuông, thấy ngọn gió biết ngọn gió luồn xây nhiều hương,
thầy nói rõ nhau, thầy không phải thầy chùa đi tụng mướn, mà con của đạo thầy cũng không có bị vướng cảnh phong ba. Biết rằng trò cư sĩ tại gia, ngày nằm tháng thiết tha hoằng năng, ngày thì sinh nhai lậu lặng, đêm về thắp ba nén hương nguyện với thầy con trong trắng niềm vui. Tây phương cực lạc tiếp mùi thầy ơi, chờ trẻ đứt núi ngài ta. Con cư sĩ giữ ánh đạo vàng nho nhã, con đạo nhân quả trả căn đền. Thầy ghi tâm con trẻ chớ nên quên, con nguyện giữ ngôi nền Phật quốc. Thầy đỗ con từ đây nghi ngất, sai hương hoa không bay phất độ mùi. Chốn liên đài thầy được an vui, hộ con trẻ ngửi mùi Phật Pháp. Đêm thanh tịnh mưa đơn gió táp, trò đừng buồn mình gặp thánh tiên. Nhớ rằng câu không ảo không quyền, tách bờ bến về tiên về Phật. Nay thì dặn dãy đầy vật chất, thầy đã lắc đầu sắp mất nghe con. Trăng kia tỏ đó đang tròn, nhưng mà sắp mà tuyệt đâu còn bao lâu. Thầy thấy vậy lắc đầu chán nản, nhưng mà thầy biết rằng mình đã có cái cản sắp ngăn. Con ơi chưa được tròn trăng thì là thượng đế sang bằng nay mai. Thương ba tánh gái trai sao lộng lẫy, buổi cơ hàng mà không thấy nọ kia. Mình tu làm một tấm bia, người không nhìn thấy còn lịa lịa chê cười. Không sao đâu, mình đại từ ân xá, đặng mà mình dựa nương vào tòng bá nghe con. Dạy gì nói chuyện thon giòn, buồn chi thế sự cho con bình tình thôi. Chán ngược lại đó, ráng cầu xin Phật tổ. Ngày nay con giác ngộ tu rồi, chuyện hồng trần con bỏ lại đấy thôi. Con lên ngựa phạt hồi về cố quốc. Thầy gần con ơi vật chất, thầy hộ trì không tàn tật đâu nghe. Hiền lành Phật chớ thầy che, con ơi thầy sợ mùa hè năm về. Xin thưa quý vị, nói rồi thì thầy cũng kết luận trong mùa hè năm về ha. Dạ thôi, bây giờ thì thầy cũng xin ý kiến đạo ba, có một lời, kỳ dân có đôi lời, phụ lục ở đây cùng là ý kiến trao đổi với huynh trưởng, hai huynh trưởng cùng thầy ở đây họp lại ba để gửi còn đến buổi trưa 12 giờ ở nhà của Chí Tài. Yeah. Ở thì, Củ Lâm. Yeah. Quay về Củ Lâm. Yeah. Thầy phải đi rất ráo. Rồi, thầy xin ý kiến của đạo ba trước. Huynh trưởng ở đây. Theo cái sự trò tu học hôm nay mà được cái sự đoàn tụ của anh em, thầy tổ mà đoàn tụ gì, đoàn tụ trong cái giờ buổi cái sự mình đeo đẳng trong cái đạo giáo của mình nó gần kết thúc luôn. Thì cái sự của đạo ba thì lúc nào gặp anh em mà mạnh khỏe về thì rất là mừng. Còn cái sự tu học thì không thẳng mình tiến tới thì đâu có bao nhiêu lời đó anh hai, có cái ý gì thêm đó thì bổ túc thêm. Dạ. Yeah. Dạ yeah, thưa thầy, thưa quý huynh, quý tỷ muội, hôm nay thầy ghé Phú Thuận phải không? Yeah. Thầy Phú Thuận mà thầy nói là trở về Phú Thuận hay là trở lại Phú Thuận, thì trước đây đó thầy cũng có những cái lời khuyến tu hay là khuyên răn sấm giảng, thầy đã nói nhiều, có lẽ là cũng nhiều ở Phú Thuận đây rồi. Thì hôm nay thầy trở về đây để nhắc nhở lại, để lượm lặt lại
đó, để bồi đắp thêm cho trò những giờ phút ngọ mùi thân dậu tới. Xưa nay người ta nghe nói ngọ mùi thân dậu, mà ra sao rồi quý ắt nhiều quá hết trơn rồi mà không thấy gì hết, nhiều người thấy hơi bất bình. Nhưng mà đó, theo cái sự thiện ý của trò thì trên nó nói cái trang nào mà nó không có thay đổi mà cái chi nào không có thay đổi đó, thì một lời nói như đinh đóng cột, cái đó không có thay đổi, cái can nó không có thay đổi. Hãy ra đình thần mà thề đó, bút xa thì gà chết cũng không thay đổi, cái chi đó không có thay đổi, can chi đinh dậu có lẽ là vậy. Cho nên á, thì hôm nay trò thấy cũng ngọ mùi thân dậu nó đang tới cận kề, thì thầy tới đây đúng thời đúng lúc, trở về đúng thời kỳ, quay về Phú Thuận. Dạ, quay về Phú Thuận là đúng đúng thời cơ. Bây giờ thầy cũng xin có đôi lời kể bên thị dân. Đạo lấy cái bài mà con có lỗi với thầy đó, đem lên đây, đem điện lên đây rồi đọc. Thầy xin kính thưa ở đây, bài dặm hôm nay thì thầy ghi tâm trò biết bao nhiêu ngày giờ ngồi đó, trong một buổi hoàng hôn chiều nó rừng tàn mưa tầm tạ, trong buổi mà người học trò đang ngoan đạo, đang tiến diễn trên bước đường đạo hạnh của mình, đang cặp sách đến trường, kiểu nghĩ đừng học nữa thì trò cũng nhầm chứ, nhưng mà ngày nay còn tồn tại được. Nhưng quay trở về thầy khóc, thì khóc trong lòng, thì khóc. Thầy khóc là gì? Thầy cầm kỳ thi quả để nói ra đôi lời, để cho trò thử thách coi công cụ sẽ ra sao. Ngày bình minh sống lặng ba đào, thầy mến phúc biết làm sao mà nói. Thầy đến đây nói rõ là thầy không phải thầy bói hay là nói lớn lên để dối nói tiền. Mong đạo nhà ráng tịnh bình nguyên, thầy thương đạo không thể nói cho ở ai mà hiểu được. Trong tim tỷ cũng như thuyền trời nước ngược, bến sông buồn thầy vượt qua sông. Chúng con ơi thầy quá đại lộc, nhắc con thảo ráng noi dọc giống Phật. Cái này thì vâng lời thầy. Trong này có những cái bài, nhưng mà thầy sẽ kích đoạn chút và sau nghe lại đây lấy. Lấy ở đây nha, đưa đây đây đây, hết thôi nha. Như vậy để cho vui vui chút xíu. Có trễ thì 8 giờ đêm là tới núi đâu có gì đâu, ai bắt buộc đâu ha. Vậy đó, không có gì đâu. Để đây cho thầy đọc. Thầy dùng bữa con có lỗi với thầy đó. Mong ghi nhớ. Cái này nó kết tập vậy nè, sau này quý vị khỏi có không danh. Nhiều người tu nó không có danh, làm chưa có xong nè. Thầy nó thôi nghỉ đi, còn học tại trường, có nghĩa là mình còn học tại trường. Và thầy đến để không có nói chia buồn như ở ngoài, để mừng vui trong một ngày chiến thắng. Tâm lành tâm đức của ba dập đạo ba thì kêu vậy, nhưng mà đạo ba huynh trưởng của tất cả. Đây thầy xin kính gửi anh em ở Hồng Ngự, ở Phú Thuận này, nếu còn thương thầy, tử lui huynh trưởng nhắc nhở mình trong đường đi nước bước, và cặn kẽ nhất, kỹ cương nhất, để mình biết tu tập như sao, để có phúc an ủi con kiến đeo đằng sau lưng mình không thấy được, huynh trưởng thấy, huynh trưởng cho mình biết, mình phủi như thế đó là tốt đẹp nhất, để ăn cơm có canh, tu hành có bàn. Tuy nhiên cũng có phận sự của trời đất, của Phật chứ không phải tầm thường, không phải vậy. Nhưng đây là cơ trời mà chính thầy đang tổ chức cầm kỵ thi quả để thử thách qua đại cuộc. Tội lắm, đáng quý kính vô cùng. Thầy nói nha, thì mình đang còn học tại trường, còn tu học làm sao rỗi rảnh. Tâm luôn luôn dâng lệnh Phật thầy. Trễ rồi cơ định dần xoay, học không lo học sau này hư thân.
còn tại trường chuyên cần học giáo, tập nói năng chữ đạo cho tròn, trả ơn thầy dạy chúng con, nhận gì thầy tặng vuông tròn lễ nghi, không được phép sân si mất giáo, tâm lạc quan học đạo không thành, nửa tu nửa nghĩ lợi danh, làm sao thông suốt biết rành lý chơn, còn giận dỗi thua hơn thay đổi, không chịu tu đặng hỏi lại mình, trễ rồi các bậc thơ sinh, cửa trường khép lại linh linh giữa giờ, đức chi lạc xuống đời dạy đặc, thầy phụ thêm bút giáo văn tường, trọn lành học đạo làm gương, gian nan sỏi đá đoạn trường không than, tự cực khổ gian nan mới đắc, tu cực khổ gian nan mới đắc, thầy bảo con khe khắc mới thành. Nếu trò lớn tiếng khôn lanh, bỏ qua lời lẽ trong lành, thầy khuyên phải theo dõi thường xuyên bại bổn, bổn là tâm của vốn Phật ngài, bài là đời tục ngày nay, đem ra đủ cách trong ngoài khảo tra, học cho thuộc bài mà chúng dạy, lớp thù thâm ngược đãi lệ mình, quên ân bội nghĩa ngưỡng sinh, xem mình như rác mặt tình quét ra, là bài bổn của ta ráng thấy, chúng âm mưu gài bẫy vào hầm, nếu trò quyết chí thiện tâm có rơi thầy cứu, hố hầm cũng tan, học ý nghĩa đầy tràn ân ấy, đừng xem mình cũng hãy cùng hãy với thầy, lòng phàm chê dở khen hay, lầm ma chan lộng chan lộn quấy rầy suối sai, học sự sự học tự sửa cho ai sửa thế, đừng quan liêu mắc kế yêu tà, luận bài nước mắt thầy ra thảm thương đệ tử, vậy mà bội ân ngài thánh đức màn đêm mất mát, không học chăm mục nát thân phàm, tu hành khổ cực lãnh cam, hy sinh đắc quả nhà lam vui mừng, ngày đại khổ trời trừng thánh phạt, thân kề bên tể xác của mình, tốt thì vào bổn sách kinh, xấu thì trừng phạt linh đinh chết chìm, còn tu học đừng thêm đừng bớt, ráng tồn lai cứu vớt dân hiền, thương trần thầy tổ mới khuyên, học thì ráng học chinh nghiêm mất bài. Các kia cái bài kia nó hay lắm. Thôi thì xin kính chúc lành nha. Trước thì gia đình đạo ba, bây giờ không biết ngày nào để thầy trò gặp, nhưng gặp ở trong cái bổn lai, gặp trong tâm linh nè, nhìn anh em kỳ dân cũng vậy, để về gặp trong cảnh đó. Sau đây điện trời tắt hết, xe cộ không chạy, đường xá để cho danh lợi lợi đó nó không còn nữa. Như vậy thì nè, các vị trong cái đời tới đó thì nó trong Phật ra đời rồi không còn cái gì hết, Phật mới ra, nha không? Như vậy ngày nay đã đến rồi nha. Như bây giờ nói trời ơi thầy ơi, trời kêu su giận thất quá, kệ nó nha, rồi đâu có gì đâu, có cơm ầm rồi, mấy trăm giả lúa trong cái kho, mấy tấn muối, mấy cái đó đủ rồi, khoai được thì trồng phải chừng phải đổi trên á, đủ rồi. Thôi nha, để cắt đứt đi, đừng có ra ngoài kia làm gì nữa hết rồi. Ha, mặt đám da đen lắm, ở trong nhà đi, tịnh dưỡng lại đi, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, không sắc mà phải có sắc, không tô sắc mà ta tự có sắc. Trời hiểu câu đó không? Chứ không phải là mất sắc mất thần là không có được. Thôi thầy chuẩn bị chút xíu rồi trở về Hòa Hảo, dù tối gì cũng phải lên tổ đình với lại chùa thầy để cho mấy đạo cúng đến đây để đạo ba và chị sớt với anh em ở đây gặp vui vẻ liên quan nha. Như vậy đã vui nha, vui với cái niềm ý đạo của mình, vui với bây giờ mình đã được thông thả tu hành, được khảo tra, được đủ thứ áp đảo đến thử thách, nhưng mà tan hết, dần mây nó tan hết rồi. Để bây giờ trở lại bình thường để lo tu giữ gìn sức khỏe nha. Ngày sau này anh em mình đoàn tụ vậy nha. Thôi thầy xin chúc lành. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy xin chúc đạo ba, gia đình và của ba được mạnh giỏi, bình minh trở lại. Nam mô A Di Đà Phật. Con thảo cháu hiền để đáp tạ công ân của đạo ba và của quyền thất tổ và bà cụ đã mất, được siêu về miền tịnh lạc. Nam mô A Di Đà Phật.